Gần đây, Nhật Bản tổ chức thi đấu bóng chày trung học phổ thông trên toàn quốc. Mỗi tỉnh được chọn một trường. Để tham gia thi đấu, trường nào cũng luyện tập rất chăm chỉ. Giải đấu được tổ chức ở sân bóng Koshien. Rất nhiều người quan tâm đến giải đấu. Mọi người đều cổ vũ cho trường của tỉnh mình. Tỉnh Gunma quê tôi đã thua rồi. Tôi cảm thấy rất tiếc. Những tuyển thủ xuất sắc sẽ được bước vào giới bóng chày chuyên nghiệp. Khi giải đấu kết thúc, cũng là lúc mùa hè qua đi. Tôi cảm thấy càng ngày người trẻ càng ít quan tâm đến bóng chày. Số học sinh tham gia vào các câu lạc bộ bóng chày cũng càng ngày càng giảm.